chào anh chị và các bạn thân mến. Hòa biết rằng anh chị và các bạn đang tìm hiểu về cổ phiếu đầu tư và đang phân vân không biết chọn một cổ phiếu nào, mặc dù là có rất nhiều lời gợi ý của các môi giới mà bản thân Hòa cũng đã gợi ý cho anh chị và các bạn. Tuy nhiên, anh chị và các bạn không biết chọn một cổ phiếu nào là an toàn nhất để chúng ta đầu tư, phải không ạ? Và Hòa hiểu cái lỗi lo này của anh chị và các bạn, và Hòa đã tìm ra một cái cổ phiếu an toàn nhất mà Hòa tin rằng anh chị và các bạn sẽ chắc chắn quyết định đầu tư được. Đó là cổ phiếu nào? Xin mời anh chị các bạn nha. E1VFVN30 chính là mã cổ phiếu Hòa muốn giới thiệu với anh chị các bạn. Nó rất là an toàn và an toàn nhất trong tất cả các cổ phiếu, trong hàng nghìn cái cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán để anh chị và các bạn lựa chọn để đầu tư. Hòa xét ở trên góc độ an toàn, anh chị các bạn nhé. Cổ phiếu này là gì? Nó chính là quỹ ETF. Quỹ ETF. Và quỹ ETF bản chất nó là một cái quỹ đầu tư vào một cái danh mục cổ phiếu. MVP, Techcombank, Thế Giới Di Động, Vinamilk, vân vân. Nó có tới 30 cái cổ phiếu để anh chị và các bạn có thể đầu tư, đúng không? Và cái quỹ ETF này nó mô phỏng cái danh mục 30 cổ phiếu này. Hòa có rất nhiều các video đã chia sẻ với anh chị và các bạn ở đây về quỹ ETF VN30. Anh chị và các bạn có thể xem để hiểu rất rõ về quỹ này. Và Hòa tin chắc rằng anh chị sẽ thực sự hiểu thấu nó để đầu tư. Vì khi Hòa đã giới thiệu đây thì cái mức độ an toàn rất là cao với anh chị và các bạn rồi, đúng không ạ? À đấy, anh chị và các bạn có thể hiểu là nó mô phỏng cái danh mục này. Thế thì khi mà chúng ta mua một cái chứng chỉ quỹ này, tức là chúng ta đang đầu tư gián tiếp vào một cái danh mục 30 cổ phiếu này. Một cổ phiếu ở trong danh mục này có bị phá sản thì chúng ta cũng không mất hết tiền, mà thậm chí chúng ta vẫn có thể có lời. Bởi vì sao? Bởi vì các cổ phiếu khác nó vẫn có thể đem lại cái khoản lợi nhuận cho chúng ta, đúng không anh chị các bạn? Chính vì vậy mà Hòa muốn nói rằng đây là một trong những danh mục cổ phiếu tốt nhất ở trên thị trường, với việc là họ đầu tư vào 30 cái cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam về quy mô vốn và cái khối lượng giao dịch, anh chị các bạn nhé. Hoặc có thống kê một cái thông tin rất thú vị như thế này, tức là chúng ta tích lũy từ cái lúc mà thành lập cái cổ phiếu E1VFVN30 này đến bây giờ, tức là từ năm 2014 đến 2021 là khoảng 7 năm, thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả là 13.7% trên năm. Đó, đây là một trong những cái hiệu quả bình quân khi mà anh chị và các bạn đầu tư. Và Hòa còn nói rất chi tiết ở cái video này về cái hiệu quả đầu tư để được 13.7% trên năm, anh chị và các bạn nhé. Rõ ràng là đây là một trong những cái cổ phiếu mà anh chị và các bạn nên có ở trong danh mục đầu tư của mình. Và nếu anh chị và các bạn vẫn không quyết định đầu tư được một cổ phiếu như thế này ở trong danh mục của mình, thì Hòa nghĩ rằng anh chị sẽ khó có thể đầu tư được cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán. Và đây Hòa đang nói đến việc là về mặt yếu tố hiệu quả là nó tốt hơn tiết kiệm ngân hàng, và thứ hai về mức độ an toàn, nó đã an toàn nhất trong danh mục các cái cổ phiếu, anh chị và bạn nhé. Hòa không nói là so với các tài sản khác như trái phiếu hay quỹ trái phiếu hay là vàng hay bất động sản, Hòa chỉ so cái cổ phiếu này với các cái cổ phiếu khác, anh chị và các bạn nhé. Và Hòa chia sẻ lại với anh chị và các bạn để anh chị và các bạn đầu tư. Còn nếu anh chị và các bạn so sánh cái cổ phiếu này với các cái cổ phiếu quỹ ETF khác thì đó chính là một cái so sánh rất là hay. Nhưng đây là cổ phiếu đầu tiên và khối lượng giao dịch của nó luôn luôn thuộc cái top đầu. Và trong cái hiệu quả mà mình tính trong phần 5 gần nhất thì nó cũng đang xếp thứ 2. Đó. Và khi mà mình so sánh với các cái quỹ khác thì nó rất là sộc khiếp, bởi vì cái này nó thành lập rất lâu rồi. Còn các quỹ khác thì nó mới hầu hết là đều thành lập năm 2020 nên chưa có dữ liệu gì để tính toán so sánh được.
Vì vậy mà Hòa vẫn đánh giá đây là một cái cổ phiếu quỹ ETF tốt nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Rõ ràng là anh chị và các bạn có thể là quyết định ngay rồi ạ. Nếu mà anh chị chưa có tài khoản để mở thì anh chị hãy mở ở dưới phần mô tả nhé. Hòa có đặt sẵn cái link để anh chị mở cái tài khoản đầu tư quỹ ETF tại công ty chứng khoán Techcom Security. Nó rất là đơn giản, dễ dàng để anh chị và các bạn thực hiện đầu tư anh chị và các bạn nhé. Và nếu anh chị và các bạn khó khăn trong cái việc đầu tư thì có thể kết nối với Zalo ở trên cái phần mô tả, Hòa sẽ giúp đỡ và hướng dẫn anh chị các bạn đầu tư anh chị và các bạn nhé. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem cái video này. Và đừng ngần ngại thả cho Hòa một cái like. Bởi vì sao? Bởi vì YouTube người ta sẽ chia sẻ, lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa. Chúc anh chị và các bạn sẽ đầu tư luôn thành công, bình an và hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị các bạn nha.